Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft Pokemon siêu cấp. Và ở tập trước, mình đã có được một Pokemon siêu cấp đầu tiên các bạn ạ. Đó chính là Charizard ở phía sau lưng mình nè. Wow, ở hình dạng này thì Charizard trông có vẻ lạnh lùng luôn á. Nước da ngâm, kèm theo đó là đôi cánh hơi hướng xanh các bạn. Đồng thời, sức mạnh của Charizard mình thấy cũng... hiện tại thì chưa có gì vượt trội nha. Hy vọng là sau này mình luyện cấp thì Charizard sẽ trở nên mạnh hơn á. Còn bây giờ thì mình sẽ bay qua khu vực bên này. Bởi vì hiện tại mình đã có thêm cái loại Apricorn màu xanh lá cây rồi đó các bạn. Thế nên là mình đã có thể chế tạo ra được cái Dust Bone rồi. Đây, màu xanh lá cây mình sẽ lấy tầm một stack đi ha. Apricorn màu đen thì mình sẽ lấy nhiều hơn một xíu. Bây giờ mình sẽ vô trong nhà và chúng ta sẽ làm liền cái nắp của Dust Bone ha. Công thức của nó sẽ là như vậy. Ủa hay là ngược lại ta? Như ngược lại các bạn ơi. Ồ vậy mới đúng. Ok, mình sẽ được đâu đó cỡ một stack rưỡi Dust Bone luôn nha. Nhưng mà khoan, làm Dust Bone thì thôi, làm thêm cả Ultra Bone nữa chứ. Trời ơi, Dust Bone chỉ hiệu quả ban ngày thôi các bạn. Ban đêm thì... Ủa lộn, Dust Bone chỉ hiệu quả ban đêm thôi. Ban ngày thì Ultra Bone lên ngôi ha. Nên là mình cũng sẽ làm luôn những cái nắp của Ultra Bone thêm mới được. Mình sẽ cần có Apricorn màu vàng đúng không? Sau đó đặt theo công thức như vậy. Ủa lại ngược, ok. Sao bữa nay mình làm toàn ngược ngược á nhờ. Rồi, mình sẽ có được gần một stack. Mình hết rồi. Ủa đây, còn. Thôi, hơi ít, làm thêm miếng nữa đi. Đó, gần stack rưỡi ha. Và sau khi đã có được những cái nắp rồi, tiếp theo chúng ta sẽ chế tạo cái phần đế. Tuy nhiên, nãy giờ mình chỉ mới làm cái phần nắp thô thôi. Mình sẽ còn có những cái nắp đã được đập. Và hôm nay chúng ta sẽ làm cái Mechanical Anvil. Cái này nó sẽ giúp mình đập những cái nắp tự động hơn các bạn ơi. Mà công thức của nó thì cũng khá là rẻ với mình hiện tại ha. Lộn, đâu cần quần đâu. Trời đất ơi, mình sẽ làm một ít cái hàng rào sắt nè. Sau đó mình sẽ lấy hai cái bóng chất nhờn mà hôm qua chúng ta săn được, làm thêm hai cái lò nung cũng như là hai cái piston ha. Rồi, bây giờ kết hợp lại tạo thành piston dính và bấm công thức của cái Mechanical Anvil thôi. Yeah, rất là nhanh ha. Và chỗ đập này thì mình sẽ đặt ở ngoài khu vườn Apricorn luôn đi các bạn, cho nó tiện. Rồi, đặt xuống cạnh lò nung ha. Ngay đây một cái, bên đây thêm cái luôn đi. Rồi, ok, mình sẽ cho phần nắp vào. Bên này cũng vậy. Nhiên liệu thì chắc mình sẽ san sẻ một ít than bên đây cho vô đi ha. xài ké các bạn ơi. Rồi, cho vào. Đó. Khu vực của mình bắt đầu tự động hóa, hiện đại hóa lên rồi đó các bạn ơi. Được rồi, nói đi chứ. Ok, và hôm nay thì chắc mình cũng sẽ làm thêm một cái khu vực nữa. Đó chính là khu vực Enchant các bạn ạ. Bởi vì sắp tới mình sẽ cần đi mine rất là nhiều. Nên là mình sẽ ưu tiên tạo ra một cây cúp nó xịn xịn một xíu ha. Có dòng sửa chữa, dòng gia tài cũng như là hiệu suất thì càng tốt. Và bàn Enchant thì bây giờ mình làm được rồi đó. Chỉ còn thiếu hắc diệm thạch thôi. Chắc là mình sẽ đi đào hắc diệm thạch nha. Ok, xách cây cúp ruby này. Ồ nhưng mà khoan, cây cúp này không biết có đào được hắc diệm thạch không nữa. Mình phải đem theo thêm kim cương các bạn cho chắc cú. Lỡ mà nó không đào được thì chúng ta chế cây cúp kim cương rồi chúng ta đào ha. Ê. Oh my god. Hả? Gần chỗ mình có. Ủa đây là Zacian Fusion. Uầy, kiểu như là một dạng kết hợp giữa Zacian và một Pokemon. Ê nhìn quen lắm nha, Sonic. Cái phần sừng này làm mình nhớ tới Sonic các bạn ơi. Để mình mở Pokédex lên nè. Sonic đây. Đó. Cái sừng này giống Sonic cực kỳ luôn. Oh my god. Ê nhưng mà bây giờ mình đang ít bóng chưa quá. Mình có mười mấy cái bóng rồi các bạn ơi. Trước mắt thì mình cứ chiến đấu với Sonic trước đi. Ủa lộn, với Zacian Fusion trước đi. Wow, coi kìa, nhìn độc lạ thiệt các bạn. Rồi,
À, mình sẽ coi coi. Chúng ta sẽ mở màn bằng đòn hit way trước, coi coi được được không. Ui trời ơi, dạ sợ đánh đau lắm các bạn ơi. Thôi xong rồi. Không ổn, không ổn. Chắc mình phải chạy về nhà mới được. Kiều căng như vậy thì mình nghĩ có lắp ráp sẽ đỡ hơn các bạn. Xách theo cái máy tính luôn đi. Hy vọng trở lại thì Zacian Fusion vẫn còn nhá. Please, please. Còn đi mà. Oh no. À. Sao vậy? Số mình sao vậy trời? Sukana thì các bạn ơi. Ôi, nhưng mà cánh rừng này vẫn có thể xuất hiện được Zacian Fusion nhá. Wow, kiến thức mới các bạn. Bữa nay lại gặp thêm một Pokemon siêu cấp khác rồi. Ờ, nhưng mà gần mình hình như không có cái hang nào thì phải. Chắc là phải... Ơi ơi, chưa chưa. Ở đây có cái nhóc này, được á. Mình sẽ săn. Để chúng ta kiếm thêm bóng chất nhờn các bạn ơi. Rất là đã luôn. À, mà bạn nào có nhu cầu sử dụng dịch vụ trong Love Fruit, Refi, Unit Tower Defense thì có thể nhấp vào đường link mình để dưới phần bình luận nha. Ồ, đây rồi. Cuối cùng chúng ta cũng thấy được một cái hang rồi ha. Hợp lý đấy chứ. Đây 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 đây. Cuối cùng cũng có một hồ nhum nham như ý mình muốn rồi. Let's go. Không biết là cúp ruby có lấy được hắc diệm thạch hay không đây. Ui lâu vậy chắc không lấy được rồi các bạn ơi. Ê, lại phải làm một cây cúp mới rồi. Ui da, hên là nãy mình đi mình có đem theo kim cương hờ đó nha. Không thôi là toan. Nè, cúp kim cương nè. Người ta đập có một tí xíu thôi các bạn ơi. Là bể tan tành luôn. Ồ, amethyst. Ê ê ê, sắp tới mình cũng cần amethyst rất là nhiều nha. Nên là mình sẽ tranh thủ lấy thêm amethyst ở đây. Tí nữa là đi về bằng đường hàng không rồi. Alright. Được 5 amethyst. Khá ngon. Bên kia thì có thêm những cái fire shack à. Lấy luôn. Cái này là redstone không cần lắm. Ok, giờ thì đã có hắc diệm thạch rồi. Nên là chắc chúng ta đi về các bạn ơi. Để còn chế tạo cái bàn enchant nữa. Và trên đường về chúng ta còn có một tin vui nữa. Đó chính là quả trứng Pokemon 10km của mình đã nở các bạn. Mình sẽ mở ra thử ha. Mình sẽ được... Oh, Kabuto. Oh, một Pokemon cổ đại các bạn. Nhưng mà có một cái điều hơi tiếc là trong thời gian giữa hai tập á, không biết mình bất cẩn khúc nào nữa mình lỡ chọi mất tiêu cái trứng 15km rồi. Lọc lại báo đời báo đớm các bạn ơi. Thôi tạm gác qua chuyện buồn đó đi. Giờ thì mình sẽ làm bằng enchant nè. Sách ở dưới này mình còn nhiều lắm. Đổi thật là nhiều gỗ. Ê ê, ê. Khoan khoan, từ 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 từ. Mình thấy cái thanh thông báo có Kyore xuất hiện gần đây các bạn ơi. Oh my gosh. Tính ra nhân phẩm mình chưa tới nỗi tệ các bạn ơi. Chế tạo kệ sách lẹ lẹ coi. Rồi đi tìm Kyore thôi các bạn ơi. Ôi mày chuối, ôi mày chuối. Kyore xuất hiện ở gần đây đúng không? Ở cái vùng Deep Sea Ocean. Ồ, là vùng biển này luôn nè. Wow, kỳ kìa các bạn ơi. Nhưng mà hiện tại thì bóng chứa mình đâu có nhiều đâu ta. Ê, à, tốc độ nha, tốc độ nha. Gửi Tyranita, chạy lẹ qua bên này, lấy mấy cái đế. Ồ, mấy cái nắp chứ. Ultra Ball nè, Dust Ball. Rồi, có hai thứ này rồi. Sau đó thì gửi Tyranita chạy giết về cái nữa. Chế tạo thôi các bạn. Ồ, ok ok. Kyore vẫn còn ở dưới. Wow wow wow, cơ hội cho chúng ta đấy các bạn ơi. À, đế thì mình có nè. Đá thì chúng ta vẫn còn ở đây, nấu sẵn rồi. Giờ thì bấm công thức thôi. Dust Ball, mình sẽ dành phần nửa làm dust. Phần nửa chúng ta sẽ làm Ultra Ball. Vậy cho đều ha. Với số lượng hiện tại là đâu đó cỡ 90 cái quả bóng các bạn. Hy vọng là chúng ta sẽ có thể làm được. Ơ, bơi thuyền ra. Rồi rồi rồi. Ui nhưng mà Kyure này lạ lắm các bạn ơi. Ồ, các bạn có tò mò đây là Kyure gì không? Mình cũng khá là tò mò đó. Thôi được, giờ thì leo lên thuyền để đảm bảo an toàn nè. Sau đó mình sẽ khiêu chiến Kyure để coi coi đội hình của mình hiện tại hả. Mình phải chiêu mộ thêm lắp ráp các bạn. Ồ, đề 3 thì chắc mình sẽ cho Tyranita vô trước đi ha. Ok. Ui dạ, ở đây có vẻ khiêu chiến không dễ lắm. Khiêu chiến nè. Thành công. Đây là Kyore God các bạn ơi. Bữa nay mình mấy bữa nay á mình toàn gặp Pokemon ở hình dạng God không à. Hình dạng thánh đó các bạn.
Hơi căng nha, kẹo này là rất là căng luôn á. Đầu tiên mình sẽ cho Tiranita của mình cấu rỉa một cái trước. Ui, không biết có ngồi luôn. Kyurem đã knock out Tiranita rồi. Charizard mình còn chưa hồi phục nữa, trời ơi. Sao mình lại như vậy? Toan rồi, toan rồi. Không được, không được. Phải chữa thương cho những Pokemon của mình thôi. Lẹ lẹ. Trở lại với trận chiến đi nào. Ok, lần này mình sẽ đưa Blastoise của mình ra trận ha. Để xem Blastoise của chúng ta có thể đấu ngang cơ với Kyurem hay không. Mình nghĩ là khó đó các bạn ơi. Tại Kyurem cấp 70 lận. Kìa, Kyurem đã tấn công rồi. À, gây tê liệt luôn chứ. Căng căng căng. Bây giờ mình sẽ thử đưa Lapras ra trận ha. Để coi coi chiến này Lapras có thể hiện vượt trội hay không đây. Hy vọng mọi thứ sẽ ổn. Vẫn có rỉa được Kyurem các bạn, nhưng mà không có nhiều lắm. Hiện tại đội hình mình không có Pokemon hệ điện nào để mình đưa vô ha. Hơi tiếc vì điều đó. Nãy giờ chưa thấy Kyurem phản công nha. Không biết làm sao đây. Hồi hộp quá các bạn ơi. Một lần Lapras chỉ có rỉa được một tí xíu máu thôi. Mình sẽ cho Tiranita trở lại trận đấu này. Hồi nãy thì đã không có kịp chiến đấu các bạn. Ui ui, mới ra trận thôi mà đã tấn công rồi. Wow. Quay, một đòn Water Push của Kyurem đã knock out Tiranita rồi. Không. Tới lượt Lycanroc. Wow, Tiranita mạnh quá. Kiểu này muốn chiến thắng là cũng vất vả đây. Ây nè. Rồi luôn rồi. Charizard là thành viên còn nhiều máu nhất hiện tại các bạn ơi. Rồi vẫn bị Kyurem one shot luôn. Toan rồi các bạn ơi. Có rỉa máu thêm cái nữa được không? Ui, chắc là Kyurem đã tức giận hay sao kìa. Đánh phát nào là one shot phát đó. Kể cả Seeder của mình cũng vậy luôn. Trời ơi, ở đằng kia còn có Sabedo Bot nữa cả. Nhưng mà mình muốn khiêu chiến lại quá. Ok, rồi luôn. Blastoise là thành viên đầu tiên bị knock out rồi. Tới lượt Tiranita thì sao ta? Và có rỉa thêm được ít máu nè. Hay lắm Tiranita. Hy vọng là Tiran có thể trụ thêm vài đòn nữa các bạn ơi. Cố lên. Đúng rồi. Hay lắm. Trông cậy vào Tiranita thôi. Một cái nữa, được không? Trời ơi, hình như nãy giờ Kyurem đang búp chỉ số lên các bạn ơi. Mình thấy tăng chỉ số quá trời kìa. Ê, hình như sắp phản công hay sao á. Đúng không? Nè kìa kìa, lại búp chỉ số nữa cơ. Wow. Nhưng mà đây chính là cơ hội để Tiranita cấu rỉa máu các bạn ơi. Ui, không kịp rồi. Đã tới lúc Kyurem chuyển sang dạng tấn công rồi đó. Thôi được, lúc này thì mình sẽ dùng Dust Bowl đi. Các bạn biết sao không? Ở dưới nước thì nó cũng rất là tăm tối. Mình nghĩ dùng Dust Bowl chắc cũng sẽ ok á. Để xem được hay không đây. Ê, không thành công rồi. Oh no. Lại Dust Bowl thêm một lần nữa. Hồi sớm mình không biết á các bạn. Phải mình biết là mình làm Deep Bowl rồi. Quả bóng chiên bắt Pokemon dưới nước. Hả? Cái gì? Really nigga. Oh my god. Mình đã bắt được huyền thoại đầu tiên rồi các bạn ơi. Mình đã chinh phục được Kyurem ở hình dạng thánh rồi. Wow. Nani. Thiệt hả? Quay. Và Kyurem God sẽ mang song hệ nước và băng các bạn ơi. Wow, wow. Quá dở luôn. Wow. Mình hơi bị bất ngờ luôn nha. Hồi phục lại cho Kyurem cái nè. Ui, tính ra bữa nay đầu tư cái Dust Bowl hợp lý thiệt sự luôn các bạn ơi. Yay. Để bây giờ mình ra ngoài này, khu vực mình định đặt bàn anh chan nè. Mình sẽ cho Kyurem God ra ngoài. Quay ở hình dạng God á thì Kyurem sẽ chi tiết hơn các bạn. Mình thấy vậy. Kyurem bình thường thì sẽ màu xanh hơi đậm hơn á. Còn Kyurem God thì sẽ hơi nhạt hơn một tí. Wow. Quá đã luôn. Bất ngờ thiệt, không ngờ hôm nay chúng ta hụt mất cơ hội chinh phục Zacian thì lại được bù đắp bằng Kyurem God. Cũng hợp lý. Rồi, chỗ Enchant thì mình sẽ bắt đầu đặt xuống ngay đây ha.
tách thì mình sẽ đặt ở xung quanh như vậy để cho nó lên cấp độ các bạn. Rồi, coi coi 22 đúng không? Mình sẽ cho thêm vài cái kệ nữa cho nó lên 30 luôn đi. 30 thì anh cha nó mới kiếm được nhiều dòng ngon các bạn ơi. Đó, nhưng mà cũng không ngon lắm, hiệu suất 3 hả, gia tài 1. Nhưng mình làm gì có lưu ly đâu. Trời ơi, mình không có lưu ly các bạn à, ảo thật đấy. Hey, thôi bây giờ thì mình sẽ chuyển sang mình làm rương sugar đi nhờ. Tại vì hiện tại mình không có ba lô á, nên là thôi mình có một cái rương sugar thì nó cũng sẽ đỡ cho mình rất là nhiều đấy. Này, có rương sugar ha. Đó, cái đồ nào mà không cần thiết lắm mình có thể cho vào trong này cho nó gọn kho đồ lại. Đó, lên đường cũng tự tin nha. Ê, mà mình có sapphire đúng không, với lại crystal. Hay là mình sẽ làm thử một set giáp đi. Đó, set giáp plasma. Oh, trông cũng khá là đẹp các bạn ơi. Nón thì mình sẽ làm nón sapphire đi ha. Ok, ổn sapphire luôn. Để coi cái outfit này mình kết hợp như vậy nó có xịn sò hay không. Lên trên mặt thử các bạn ơi. Ok, quần nè. Nón. Ôi lộn, cởi cái nón sắt ra. À, cũng được á các bạn ha. Ây dùi. Các bạn thấy outfit của mình như thế nào? Mình thấy cũng tương đối ok la nha. Ở đây có trainer luôn hả ta? Ừ, hiện tại đội hình của mình đang trên lập cấp khá nhiều á. Nhưng mà mình muốn test sức mạnh của Kyria God quá. Cá chặn luôn. Mình nghĩ sẽ one shot được. Ơ cái gì đây? Ôi trời, kế bên có Kyria Boss luôn kìa các bạn ạ. Ôi, đối thủ là Blastoise nè. Mình có Blastoise đâu? Có. Cho Blastoise mình ra trận ha. Mặc dù kích thước thì Blastoise mình có vẻ hơi nhỏ hơn một tí các bạn, nhưng mà sức mạnh thì chưa biết đâu nha. Tấn công nào. Úi dồ. Đấy. Ê, đối thủ cũng không phải dạng vừa các bạn ơi. Không chịu khuất phục ha. Tấn công tiếp nào, Blastoise. Yay, hay lắm Blastoise. Hydro Pump, một kỹ năng mới cho Kyria nè. Rồi, hên quá, boss Kyria vẫn còn ở đó. Nhưng mà căng quá các bạn ơi. Mình vẫn sẽ thử vận may ha. Ok, chúng ta đã tham chiến rồi, trời ơi. 122 level. Căng thẳng thiệt sự. Trời ơi, Kyria God mình chưa gì là bị mất hết nửa cái máu rồi. À, liệu rằng yêu chiến này thì thật sự khó cho Kyria luôn á. Muốn gánh thì cũng gánh không nổi các bạn ơi. Chúng ta chỉ còn những đồng đội khác ở cấp 50 mấy không à. Có đồng đội còn ít cấp hơn cấp 50 mấy nữa. Sao mà bị lại tốc độ của Kyria được. Ok, mình nghĩ chạy có vẻ là thượng sách đó các bạn ơi. Thôi được. Mình biết sức mạnh của đội hình mình tới đâu các bạn à. Đi vô, hồi phục lại cho đồng đội cái rồi chúng ta sẽ lên đường đi khám thám hiểm ha. Hôm nay có outfit mới, có đồng đội mới, nhất định mình phải có một chuyến đi khám phá cho nó bùng nổ mới được nha. Lên đường thôi. À, để coi coi Kyria thì chắc mình chỉ cưỡi ở dưới nước thôi. Ủa, cái gì? Không chỉ cưỡi ở dưới nước đâu các bạn ơi. Kyria God đúng là thánh thiệt. Wow, mình có thể cưỡi trên trời luôn nè. Bay trên trời. Ở lộn, bơi trên trời luôn. Ảo vậy. Đâu? Ê. Ồ, ở đây có Venusaur. À, Pokemon khởi đầu nè. Đây là dạng tiến hóa của Bulbasaur thì phải. Mình nghĩ là mình cũng nên cho Seeder của mình ra trận á các bạn. Nhưng mà trên lợi cấp nhiều vậy không biết có ổn hay không đây. Ok, dần ổn nha. Ồ, nhưng mà Venusaur có kỹ năng gì đó, hồi phục máu khá là tốt kìa. Ui ô. Quay, khó chịu vậy. Mình nghĩ tới đó là quá đủ rồi các bạn. Mình sẽ cho Charizard ra trận ha. Ơ nhưng mà khoan, có khi nào Charizard knock out luôn Venusaur không? Ôi, mình nên cân nhắc dùng kỹ năng hit quay nha. Mình đang muốn cấu rỉa máu thôi. Ok, có vẻ dùng kỹ năng slash này cấu rỉa máu là được rồi đó. Rồi, sau khi đã cấu rỉa rồi thì chúng ta sẽ tung bóng chứa ha. Với Venusaur mình sẽ tung Ultra Ball đi các bạn ơi. Tại vì giờ ban ngày dùng Dust Ball thì nó không hiệu quả lắm. Ủa, đây rồi. Sau nhiều lần thử thì cuối cùng Venusaur cũng đã chịu dây đổi của mình. Ây dồi, vậy là chúng ta đã có thêm một thành viên mang hệ độc rồi nha. Ngon ngon. Kỹ năng, ui, nhưng mà chưa có kỹ năng hệ độc nữa hết. Chắc là phải luyện tập cho Venusaur nhiều hơn mới được.
Ê, nhưng mà bây giờ để mình đi chế tạo cái điện thoại đi nha, để khắc phục cái trường hợp Pokemon của mình bị thương dọc đường á. Tuy nhiên để làm được thì mình sẽ còn có Thạch Anh các bạn ơi. Thạch Anh hả? Vậy là chúng ta sẽ qua địa ngục ha. Hôm nay mình mới đào được quá trời hắc kim thạch nên là qua địa ngục thoải mái thôi. Kích hoạt lên. Ok. Dạ thì đi qua địa ngục các bạn ơi. Không biết là qua đây chúng ta có gặp được Pokemon nào độc lạ không đây. Rồi, và trước mặt mình đang là Thạch Anh luôn kìa. Ok. Ta lấy nhiều nhiều một xíu. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu chế tạo ra những cái khối này. Và đây chính là thứ giúp mình có thể đập ra và từ đó có được những cái mảnh trong cái điện thoại các bạn ơi. Nhưng mà cái xác suất của nó cũng hên xui lắm nha. Đó. Như nãy mình mới đập 3 cái mà chưa có ra cái nào hết nè. Trời ơi. Ồ đây 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 đây. Nice. Có rồi các bạn ơi. Ui làm dư cả đống luôn. Thôi kệ. Bỏ cái này. Chúng ta làm tới cái tiếp theo. Nó sẽ cần chủ yếu là Thạch Anh thôi à. Mình sẽ làm cỡ 4 cái đi. Ok. Để coi 4 cái ra không nha. Không ra. Lại phải làm thêm rồi đó. Ui gái ơi. Trời ơi. Cay thế. Rồi bộ phận tiếp theo thì nó sẽ cần thêm vàng. Ui. Vàng mình không có nhiều lắm các bạn ơi. Ây da. Căng nha. Cái này mình làm chắc được đúng một khối rồi các bạn. Biết đâu bất ngờ. À không, không có bất ngờ nhé. Đi đào thêm khoáng sản thôi. Ui. Super Diamond. Wow. Lẫm gạo 4 viên kim cương. Cái này là than hả ta? Ê ê. Còn có. Ôi trời. Quá trời Super Diamond kia luôn kìa. Ở đây còn có Amethyst nữa. Giàu to các bạn ơi. Đây nữa. Thánh thần ơi. Kim cương nữa cơ. Rồi rồi, chiến này lọc giàu rồi các bạn ơi. Lọc sấm thành kít kít rồi. Redstone cũng nhớ đào thêm nha. Đất thì ở nhà còn nhiều lắm. Chưa chưa, mình lấy cái xô cái đã. Dạ. Mình cần lấy lại oxy cái đã. Rồi. Tiếp tục đào được rồi đó. Một cái khu vực khe nứt thôi mà thay đổi số phận là đây chứ đâu. Ê nhưng mà có gì đó sai sai, mình đang tìm Luli mà nhờ. À đây đây đây, Luli đây. Lấy. Ê. Nhân phẩm của mình bữa nay nó sao các bạn ơi. Mới một tí thôi mà mình đã có được 27 viên kim cương rồi. Wow. Ba chay thì chứ. Rồi sẵn có thêm redstone đây nhiều lắm, mình cũng sẽ lấy thêm á. Với cả là mình cần thêm vàng đó nha. Một xíu nữa mình phải kiếm thêm vàng để mình đào mới được. Chứ toàn đào được kim cương như vậy thì mình khoái lắm. Đây rồi, đây rồi, vàng đây rồi. Cuối cùng cũng gặp được vàng. Ê, có Luli ở đây. Ui, đây nữa. Ngon. Có Luli thêm mình cũng sẽ đào ha. Cái hồi không có Luli enchant thì buồn lắm. Ui, trên kia có vàng nữa kìa. Bên này có super vàng luôn. Yeah. Được bao nhiêu rồi? 40 vàng. Ok. Thấy vậy thôi chứ một hồi mình về chế tạo nó mau hết lắm các bạn ơi. Nên là cứ đào dư dư ra đi. Đây nó. Ê. Trời ơi, đã gặp super vàng mà còn gặp super kim cương nữa nè. Wow. Gần nửa stack rồi. Quá dữ luôn. Một chuyến đi mai bội thu. Chỉ có điều là không gặp nhiều Pokemon thôi các bạn. Hồi bữa nay ở dưới hang mình ít gặp Pokemon cực kỳ luôn nha. Mấy thanh niên gheo đút hay chặn đường mình cũng không thấy luôn. Mà toàn thấy kim cương. Ồ, đây quặng gì nữa đây. Ok. Game bị lắc rồi các bạn ơi. Hình như mình đụng vô cái gì là nó ra kim cương cái đó hay sao á. Đã thiệt chứ. Rồi đó. Amethyst nè. Ngon. Bên đây có vàng nữa. Đẩy luôn. Rồi đó, chiến này mình đi mai một lần là xài chắc cả tháng rồi đó các bạn ơi. Giàu rồi. Cái này á là mình chưa có cúp gia tài đó nha. Mình mà có cúp gia tài chắc là kết quả nó còn dữ dằn hơn nữa cơ. Ồ, đây, đào nốt cái này đi. Chúng ta sẽ được 45 viên kim cương. Rồi rồi, vô luôn rồi đó. Thôi, vô đây quá dư rồi các bạn ơi. Mình chuẩn bị đi về thôi. Ây da, còn tranh thủ chế tạo smartphone nữa. Mấy cái bột bảy màu này mình tạm thời mình cất đi. Sau này mình sẽ cần tới nó đó. Rồi, Amethyst cất vô nè. Cái này, Luli thì đem đi enchant cúp luôn. Đúng đúng. Cái cúp này nó khá là may mắn với mình nha.
Nên là mình hy vọng là mình sẽ enchant ra mấy cái dòng ngon ngon xíu. Ok. Thử nè. Hồi nãy là hiệu sức 3. À, còn cây hammer. Ừ, cho cây hammer hiệu sức 3 đi. Đó. Tạm thời là như vậy. Tới cây cúp nè. Chạm hỏng 3. Liệu rằng... Ồ, nó có hiệu sức nhưng mà nó lại không có gia tài các bạn ơi. Ở mức là được thôi ha, chứ không có quá được. Sau này mình đi khám phá, mình kiếm sách gia tài sao. Rồi, giờ thì mình sẽ đợi cho số vàng này nó nấu xong cái đã. Có thật anh rồi, thì chế tạo thôi. Mình sẽ rút kinh nghiệm ha. Mình sẽ làm lần 2 cái thôi các bạn. Không có cái mình làm tiếp 2 cái nữa khác. Đấy. Như vậy thì sẽ tiết kiệm hơn ha. Ồ, đây nè. Ồ, nice. Ồ, nó đây. Yeah, cuối cùng công sức của chúng ta đã được đền đáp rồi các bạn ơi. Mình sẽ gom hết 5 cái mảnh này cho vô bàn chế tạo. Và... À gì mới đúng, phải đúng công thức nữa nha. Rồi, mình sẽ được cái Pokephone. Và đây, chính là thứ để giúp mình có thể mở máy tính từ xa nè. Quá đã luôn. Đó, bây giờ máy tính mình có thể đặt ở nhà được rồi đó. Đã vậy, cái điện thoại thông minh này nó còn có một cái rương Ender sẵn cho mình nữa nha. Một công đôi chuyện luôn đó. Rồi, giờ thì hướng nào đây ta? Ừ, hôm qua mình mới đi có một xíu về hướng này thôi. Nên là bây giờ mình sẽ đi tiếp về hướng này thêm một xíu nữa ha. Trời. Bay lên. Ok. Mình chưa quen điều khiển Kyure bay trên... bơi trên không lắm các bạn ơi. Lâu lâu cứ hay bị rớt xuống hoài à. Wow. Ở đây có hai cái đen một lượt các bạn ơi. Được đấy ta. Mình sẽ cho Kyure của mình ra trận trong cái trận chiến này ha. Để xem. Ồ, đối thủ là Hariyama các bạn ơi. Một Pokemon giác đấu. Wow, trong chiến chứ cơ. Thôi được, test thử Hydro Pump nha. Bắn hơi nước tùm lum coi. Một đòn có rẻ rất là mạnh các bạn ơi. Để xem Kyure God của mình có thể gánh tem được hay không. Đồng đội thì có hai Pikachu đã sắp đi rồi cơ. Pokemon kia đá Dynamax lên. Ê, cái gì? Oh my god, Rayquaza xuất hiện ở cái vùng này các bạn ơi. Hydro Pump, một lần nữa nào. Ui, lần này thì đánh không si nhê lắm các bạn ơi. Một lượt nữa, nổi hay không đây. Kyure God, cố lên nào. Ý, vẫn không knock out được các bạn ơi. Thất bại rồi. Oh no. Gà quá các bạn ơi. Lọc gà quá. Ủa, rồi luôn Rayquaza bay mất tiêu luôn rồi. Nhanh như một cơn gió vậy. Tukana luôn. Khoan. Mình phát hiện ở đây có Boss Blastoise các bạn ơi. Cấp độ Ultimate lận. Bây giờ căng à. Mấy nhóc cấp thấp lại phải đi vô trong rồi. Nhường sân cho mấy Pokemon cấp cao cao một xíu. Bây giờ thì mình sẽ cho thành viên trâu bò nhất hiện tại đó chính là Kyure God ra để kéo rỉa máu trước ha các bạn. Ây da. Trời ơi, chưa gì đã làm Kyure God hết một phút máu rồi. Hydro Pump. Ê, cũng không có trên nhau là bao các bạn ơi. Ồ, đúng kiểu ăn miếng trả miếng luôn á. Với cái đà này thì chắc là cũng chỉ dừng ở mức là kéo cỡ nửa cây máu của Blastoise các bạn. Nổi không? Không gán nổi thêm một hit nữa. Tí nữa thì hay rồi. Giờ sẽ là kèo đấu giữa hai Blastoise đi. Ui, Blastoise chịu nổi một hit nhưng mà phản đòn không si nhê lắm. Bị gác cấp nhiều quá các bạn ơi. Nhưng dù sao em cũng đã chiến đấu hết sức rồi. Lapras thì sao? Cũng chỉ kéo rỉa được một tí thôi. Tới lượt Tyranita. Động đất nè. Ê, có điểm các bạn ơi. Nói hay không? Kéo rỉa thêm một miếng nữa. Cố lên. Ráng một miếng nữa được không? Không kịp. Tí nữa thì hay rồi. Lycanroc. Để xem. Lycanroc có thể tấn công được chứ. À, Lycanroc chị. Ê, sắp rồi các bạn ơi. Cố lên. À, không kịp rồi. Charizard. Trông cậy hết vào Charizard đây. Nào.
Hơi thở rộng hay là slash đây? Slash đi. Hên quá không bị knock out các bạn ơi. Và đây rồi. Yes. Charizard God cũng đã học được một kỹ năng hệ lửa mới luôn. Yay. Và đây, chúng ta đã có được Blastoise này. Một cái viên đá mega cho Blastoise các bạn. Mashadow Z, viên đá Z cho Mashadow ha, một ít kẹo. Wow, wow, wow. Chúng ta sẽ lấy cái gì đây? Lấy cái vòng tay đi nha. Ok đây chứ. Rồi. Ui, ở đây còn có trainer nữa, cấp 35 thôi. À, mình sẽ hồi máu cho những đồng đội của mình cái đã. Nhưng mà khoan. Viên đá mega này mình sẽ cho Blastoise mang vô mới được. Để bây giờ Blastoise có thể tiến hóa mega các bạn ơi. Đây rồi. Cuối cùng ngày này cũng tới. Pokemon đồng hành cùng mình đầu tiên các bạn đã có thể tiến hóa mega. Ngầu liền. Thôi được, vô luôn Blastoise. Ok. Chờ tiến hóa mega cái nè. Trời ơi, chiến đấu với Pokemon cá mỏ hồng. Nhìn nhìn đúng kiểu gợi đòn luôn các bạn. Thôi được, đợi Blastoise tiến hóa mega cái đây. Tôi cho chú cá này biết tay. À, biết sao? Sương 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 sương. Thêm cái nữa nè. Ôi trời, trời 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 trời. Chú cá này cũng nhanh nhẹn phết các bạn ơi. Nhưng mà không sao, Blastoise mình cũng không có chịu thua đâu. Đây rồi, kết thúc luôn. Ủa, đây là Pokemon gì mà lạ vậy? What the heck? Từ 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 từ. Ủa, mình không thấy thanh máu luôn á. Oh, đây là Gardevoir. Một Pokemon mang song hệ siêu linh với cả hệ tiên các bạn ơi. Nhưng mà đây là dạng Fusion. Wow. Được vậy. Ê, trời, Zubat khiêu chiến với mình nữa. Ok, đi chỗ khác. Không vui, không vui. Cầm cái giáo nhìn chất lượng thế các bạn. À, để coi coi đội hình của mình. Mình nãy giờ vẫn chưa cày cấp cho Genmo được cây ghê. Thôi được rồi, chuyến này thì mình sẽ quyết tâm là cho Genmo ra trận một cái mới được ha. Để coi coi. Ui dạ. Trời 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 trời. Nóng tính vậy. Pokemon này nóng tính lắm các bạn ơi. Ê, Pokemon cấp thấp là one shot luôn á. Không ổn rồi. Mình phải cho Blastoise của mình tiến hóa mega lên cái mới được. Để chúng ta có rỉa máu ha. Mình sẽ cố gắng chinh phục Pokemon Fusion này luôn các bạn ơi. Ui ôi. Chưa gì để làm Blastoise muốn đi rồi. Ấy, trời, tới lúc mình đưa kill Regos ra thì lại dịch chuyển chạy. Pokemon này lầy thiệt. Dám lầy lội hả? Kêu chiến lại. Ê, lại chạy ơi. Gardevoir Fusion này cực kỳ khó chịu các bạn ơi. Đánh bài chuồng liên tục. Gardevoir Fusion đúng không? Mình sẽ nhớ cái tên đó. Sẽ có ngày mình sẽ chinh phục được Pokemon đó các bạn ơi. Cay thật. Hết thấy luôn rồi. Tay le đây đâu không biết luôn các bạn ơi. Ồ, ở đây có một Pokemon trông rất là lạ ha. Wow Madam. À, là dạng tiến hóa của Burmy các bạn ơi. Cấp này mới khiêu chiến mới nè. Nhưng mà thôi, khiêu chiến nhầm người rồi đó. Ê, mà được á, luyện cấp cho Genmo nữa. Đúng rồi. Đánh cái quay. À, câu đĩa thôi. Ra trận đồ để lấy kinh nghiệm các bạn. Kabutop cũng vậy nữa nè. Ê, khoan khoan. Từ 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 từ. Ủa, Pikachu. Nhưng mà đây là Pikachu Unite. Được được được. Kẹo này mình sẽ cho hai cái bé Pokemon đang luyện cấp của mình ra trận ha. Dạng mô trước đi. Rồi, cấu rỉa máu một chút để chúng ta lấy kinh nghiệm thôi. Tương tự với Kabuto nè. Ui da, Pikachu đã phản đạo một cái bạn ơi. Nhưng mà coi kìa, Pikachu này có mặc áo nhìn rất là chất á. Đội nón kết nữa. Trời ơi. Rồi ok, Kabuto cũng đã cấu rỉa máu của Pikachu rồi. Tiếp theo mình sẽ cho Seedor ra cấu rỉa máu nhiều hơn ha, để chúng ta nhanh chóng tung bóng chứa nữa. Mình phải bắt cái người bạn Pikachu này cho bằng được các bạn ơi. Ok, quick attack nè. Yeah, cấu rỉa máu nhiều hơn rồi. Chắc là mình sẽ dùng tầm 2 lần quick attack các bạn ơi. Ok, chắc thêm một lần nữa cho chắc ha.
Pikachu. Ui da, phản đam gắt lắm các bạn à. Không được, được. Tới lượt Charizard làm tăng cơ rồi. Tung bóng chứa thôi. Chứ đánh nữa là thiệt cho mấy Pokemon đang luyện cấp lắm. Rồi, để xem được hay không đây. Ui, được luôn. Một phát ăn luôn các bạn ơi. Wow. Ôi mà đây rồi. Đã tới lúc để trang mô của chúng ta tiến hóa các bạn ơi. À. Ngày này cũng tới rồi. Em hết tí hon rồi nha. Bây giờ sẽ biến hình và trở thành Akamo. Yeah. Quá ngon. Oh. Kabuto cũng tiến hóa luôn à. Ủa tiến hóa đi. Hay là ăn kẹo nè. Anh còn dư cục kẹo nè. Ui, bị sao rồi? Kabuto mình... Ủa, chưa tiến hóa được hả? Kỳ ta? Ok. Nhưng mà khoan, tạm thời gác qua chuyện đó đi ha. Giờ, Pikachu Unite đã về đội của mình các bạn ơi. Yeah. Chào đón thêm một hành viên mới nữa. Và Pikachu Unite thì sẽ mang... À, hệ điện với cả là hệ thường ha. Ok. Có kỹ năng tạo ra sấm sét luôn nè. Để mình đi cà khịa cái nhóc bò này cái nào. À không, cà khịa mấy thanh niên zombie đi. Đây, từ nhắm chuẩn. Rồi, tấn công. Đó. Tụng sấm sét vô mặt mấy thanh niên đó liền. Đã quá à. Rồi, cho Pikachu Unite đi cà khịa ha. Cà khịa nhóc chuột này thử coi. Thunderbolt. Một phát ăn luôn. Ồ, trainer này cấp 39 nè. Được. Dự sức với Kabuto đó. Liên cấp cho Kabuto thêm một cái nữa các bạn ơi. Tại nãy mình thấy Kabuto có hiệu ứng tiến hóa kìa. Nhưng mà không thấy tiến hóa ha. Hơi kỳ. Ôi vẫn không tiến hóa nè. Kỳ ta. Hả? Rồi lên cấp luôn rồi đó. Giờ lên cấp 43 luôn rồi các bạn ơi. Học được kỹ năng mới cho Kabuto. Ơ nhưng mà khoan. Ôi chỉ là Kabuto hết tiến hóa rồi. Kỳ vậy trời. Hay da. Ok. Mình sẽ farm Pokemon này để chúng ta lấy cái bóng chắc nhận ha. Được bao nhiêu đây? À, 3 bóng chắc nhận luôn. Quá đã. Tổng kết lại, trong ngày hôm nay mình có rất là nhiều sự bất ngờ các bạn ạ. Đầu tiên là mình đã sở hữu được một Pokemon huyền thoại đầu tiên. Đó chính là Kyurem, một trong bộ ba thời tiết các nhà. Quá dữ. Tiếp theo mình còn gặp được Pikachu Unite, một hình dạng Pikachu mặc áo trông rất là ngầu ha. Cũng như là Venusaur ở cánh rừng gần nhà nè. Hơi tiếc một điều đó các bạn, là hôm nay mình đã bỏ lỡ cơ hội chinh phục Zacian ở hình dạng Fusion kết hợp với Sernit đó. Nhưng mà hy vọng là sắp tới chúng ta vẫn có thể gặp lại Zacian cực kỳ hiếm đó ha. Rồi, và cũng cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong một ngày ở trong thế giới Bisamon siêu cấp. Vẫn còn rất là nhiều Pokemon với những hình dạng đặc biệt đang chờ đợi chúng ta chinh phục đó nha. Mà bạn nào có nhu cầu mạc Roblox, Lovefruit cũng như là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận video á. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình Bisamon đầy thú vị này. Bye bye.